Vừa qua, lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển khoa kỹ thuật công nghệ được tổ chức long trọng tại cơ sở A Phú Đông, quận 12. Buổi lễ với sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa cùng các giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên khoa kỹ thuật công nghệ và đại diện của các doanh nghiệp trong mạng lưới kết nối doanh nghiệp của khoa. Thành lập từ năm 2003, khoa kỹ thuật công nghệ luôn là một trong những khoa thành lập lâu nhất tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, song hành cùng sự phát triển của ngôi trường mang tên Bác. Tính đến thời điểm hiện tại, khoa ngày càng phát triển vượt bậc, đào tạo 4 ngành học cùng 9 chuyên ngành, trở thành một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đạt nhiều thành tích đầy tự hào với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiệt huyết và tận tâm cho sự nghiệp trong người. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Lê Văn An, trưởng khoa kỹ thuật công nghệ đã có những chia sẻ về quá trình hình thành của khoa, cũng như những thành tựu to lớn trong 20 năm phát triển của khoa, không chỉ trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng mà còn thể hiện qua các đề tài nghiên cứu khoa học. Khoa kỹ thuật công nghệ có 2 ngành, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử, đạt kiểm định chất lượng theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của AUNQA và được hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng Đại học Việt Nam và khu vực UBM gắn 5 sao. 20 năm vừa qua thì khoa đã gặt hái rất nhiều thành công. Trong đó, hoạt động đào tạo và đảm bảo chất lượng đã đánh giá được cả quá trình và được kiểm định chất lượng AUN. Trong thời gian tới, khoa tiếp tục cải thiện chương trình đào tạo, giảm bớt số lượng các môn học mang tính hàn lâm, tăng cường các môn học ứng dụng công nghệ số, đồng thời sử dụng năng lực số để đánh giá quá trình học tập của sinh viên, để đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp được nhiều doanh nghiệp chào mời với mức thu nhập hấp dẫn. Khoa kỹ thuật công nghệ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên nhằm mang đến những trải nghiệm sát với thực tiễn, hữu ích nhất cho sinh viên. Với 27 phòng thực hành hiện đại cùng không gian học tập rộng rãi, thoáng mát, tạo nên một môi trường học tập tích cực. Song song với những hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, khoa kỹ thuật công nghệ luôn hướng đến việc mở rộng sân chơi nhằm giúp sinh viên phát huy được năng lực, sự sáng tạo, nâng cao kiến thức của chính mình. Chính vì vậy, khoa đã thành lập các câu lạc bộ bao gồm câu lạc bộ robot, câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ cựu sinh viên, câu lạc bộ doanh nghiệp hay thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua đó, sinh viên sẽ mở rộng các mối quan hệ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi công tác 16 năm, mình có một cái kỷ niệm, đó là ngành công nghệ kỹ thuật điện tử là cái ngành mình đang công tác và nó đã đạt được kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo. Mình là một trong những người đã tham gia về cái kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện tử. Và mình cảm thấy mình tự hào là một trong những người đã làm cho khoa phát triển như ngày hôm nay. Mình xin chúc khoa kỹ thuật công nghệ luôn luôn phát triển và phát triển hơn nữa. Trong nhiều năm qua, khoa luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các doanh nghiệp cho sự phát triển của khoa kỹ thuật công nghệ, trở thành một trong những đơn vị nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, buổi lễ cũng là dịp để khoa kỹ thuật công nghệ ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp và câu lạc bộ cựu sinh viên khoa kỹ thuật công nghệ nhằm xây dựng sự kết nối giữa các bên liên quan với khoa trong việc cùng nhau phát triển khoa kỹ thuật công nghệ ngày một vững mạnh. Trong buổi lễ, về phía các doanh nghiệp đã trao gần 30 phần học bổng dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của khoa kỹ thuật công nghệ. Trong hội thảo cũng như là trước sự kiện thì mình có được nghe chia sẻ từ phía lãnh đạo của khoa rằng hiện tại các bạn sinh viên báo cáo đồ án tốt nghiệp của năm nay thì các bạn rất chủ động, các bạn báo cáo đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh luôn đó. Thì đấy thực sự là một cái tin vui không chỉ đối với khoa của mình mà còn đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đa quốc gia, đặc biệt đối với các công ty như HCL nói riêng, bởi vì mình là một công ty global nên là việc mà các bạn cần sử dụng ngoại ngữ trong quá trình làm việc và giao tiếp học hành thì rất là thường xuyên và liên tục. Vậy mà mình hy vọng là trong tương lai thì những cái hình thức báo cáo tốt nghiệp này thì sẽ đẩy mạnh hơn và các bạn sinh viên sẽ có nhiều cái sự kiện, những cái sân chơi để có thể sử dụng ngoại ngữ để làm việc, để hỗ trợ các bạn làm việc trong tương lai. Thì đấy cũng là một điều mà HCL rất là mong muốn để hợp tác với khoa trong thời gian sắp tới. Tôi đến với trường Nguyễn Tất Thành từ năm 2003, là trưởng khoa đầu tiên. Tôi công tác từ 2003 cho đến 2018, 15 năm. Giờ đây sau 20 năm, khoa đây được đổi tên là khoa kỹ thuật công nghệ. Với những cái thành quả rất là tốt như hiện nay,
tôi hy vọng là với cái truyền thống, với cái nền tảng cũ của khoa điện điện tử cũng như khoa cơ khí, thì khoa kỹ thuật công nghệ sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh về mọi lĩnh vực, đúng như cái chiến lược cũng như là cái tâm sự hy vọng của trường đối với khoa kỹ thuật công nghệ. Trong tương lai, khoa kỹ thuật công nghệ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh để đạt được những thành tựu mới. Cùng với định hướng đúng đắn của nhà trường, khoa kỹ thuật công nghệ không ngừng lớn mạnh nhằm đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng khoa ngày một vững mạnh, trở thành địa chỉ học tập uy tín đối với sinh viên đam mê lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.